Hello xin chào mọi người chào mừng mọi người đến với kênh lưu Vũ family cuộc sống ở Wichita tại Mỹ. Hôm nay mình sẽ làm nhanh gọn lẹ về video về sản phẩm chăm sóc tóc và sản phẩm chăm sóc body cũng như là kem da, da tay. yêu thích của mình hiện giờ sau rất là nhiều những cái sản phẩm trải nghiệm hiện giờ là những sản phẩm hôm nay mà mình đề cập đến là những sản phẩm mình thích về mùi hương cũng giống như chất lượng của nó. À, nếu các bạn nào mà có xài thì xin comment phía dưới để cho ông lưu biết là có bao nhiêu người đã thích những cái sản phẩm này giống lưu và nếu các bạn nào mà có những cái sản phẩm khác tương tự thì cũng giống như là cho lưu biết ở dưới luôn để lưu mua và xài thử nha cảm ơn các bạn rất là nhiều thì về phần tóc á, thì mình xanh ba em tóc mình rụng rất là nhiều nhiều lúc các bạn coi video sẽ thấy là nhiều lúc mình cúi xuống á, thì nó sẽ hiện ra da đầu hiện giờ thì mình uống và chăm sóc rất là nhiều thì mới thấy được một ít tóc con mọc lên À, các bạn biết không, mình đã sử dụng rất là nhiều mà hiện giờ thì mình chỉ có thích dòng sản phẩm Avino này Các bạn đừng ngạc nhiên nha, vì nó rất là giá thì cũng tương đối Bán rất là rộng rãi, phổ biến ở Walmart và Target à, Mình mua cái này lúc mà nó đang có promotion là more 50% Bạn thấy cái chai rất là bự mà chỉ có giá là 6 đồng 6 99 trước thuế à, Thì mình mua cái này ở Target và mình xài bộ này là bộ thứ hai rồi cái thằng này thì hết rồi các bạn Mình mới mua lại thằng này Nó có rất là nhiều màu, nhiều sản phẩm Và đều làm từ thiên nhiên Mùi vị rất mùi vị sorry mùi rất là thơm và sử dụng tóc rất là mềm các bạn thấy không tóc rất là mềm và mình chọn hai em này là vì nó làm cho tóc sẽ phồng lên vì tóc của mình ít á kế tiếp á là khi mà các bạn các bạn nếu mà bạn nào mà thích sử dụng e oil thì mình nên khuyên các bạn sử dụng em này em này mình sẽ list cái tên và giá của em này ở phía dưới các bạn chịu khó kiếm như mình nha thì mình mua lâu quá rồi mình quên rồi các bạn vì mình sống có một mình mình trong nhà đó cho nên những cái sản phẩm này một mình mình xài á nó rất là lâu cho nên mình mua lúc đó nó nhiều như vậy nè bây giờ mình xài hết tới đây rồi thì mình không có nhớ giá nó tầm phải trên là năm chục đô đó nhưng mà các bạn yên tâm đi xài rất là lâu chỉ tóc ít và ngắn như mình chỉ cần một bơm thôi là um, rất là thơm mà nó không có bếp chính nha các bạn các bạn nhìn thấy không nó không hề bếp chính luôn mình mới gội đầu sáng nay và mình sử dụng em nó và đến bây giờ nè là chiều tối bên mình nó không hề bếp dính và mùi rất là thơm luôn các bạn mua xài thử giùm mình đi đáng đồng tiền lắm và kế tiếp á là phần sữa tắm À, các bạn mua em sữa tắm này nè à, Mình là một người mẹ rất là tiết kiệm Mình lúc nào cũng canh á, là cuối năm á, là mình mua một đống luôn Sau đó để sử dụng nguyên một năm Thì à, cái chai này mình mua, á, mình xài hết rồi Sau đó mình mua em này để refill Thì à, rất là thơm các bạn Khi mà các bạn bỏ lên, á, trên da các bạn xoa ra nó sẽ làm mờ sữa rất là mịn rất là thơm các bạn xài thử đi nếu mà bạn nào không thích cong mình phía dưới cho lưu biết sao lý do tại sao cả các bạn không thích nha mùi rất là thơm chất lượng giá thì mình sẽ ghi phía dưới cho các bạn nha tại vì mình muốn làm video cho nó thật nhanh đó để các bạn coi không có bị chán và những cái sản phẩm này mình nghĩ các bạn cũng đã biết rồi nhưng mà đây chỉ là chia sẻ những kinh nghiệm ôi mình xin lỗi nha mình đang lấy hẹn đi đi làm móng tay á à, cái này là mình tự sơn nó hơi xấu các bạn thông cảm cho mình nha xong sau đó tắm xong vì là bên mỹ thời tiết nó lạnh cho nên mình sử dụng lotion và mình sử dụng rất nhiều lotion rồi mình cũng thích em này lắm em này rất là thơm và mình cũng uh, sử dụng em này những cái những cái lọ này là mình đã sử dụng hết rồi các bạn mình xin lỗi mình sử dụng hết còn mình trải nghiệm thì mình mới nói với các bạn em này cũng rất là thơm oi mình của cái hiệu uh, hiệu này của pháp uh, L'Occitane. mình không biết mình đọc đúng không mình xin lỗi các bạn nha mình xài hết rồi các bạn thơm lắm uh, rất là thơm rồi mình đã sử dụng rất là nhiều nhưng mà em này thì không có mùi thơm nhưng mà em rất là mịn. thì em này của hệ của hiệu q uh, đây là sản phẩm ưa thích của mình về body uh, nó cũng có kem tay kem tay thì mình rất là bị khô da tay các bạn thấy da của mình mịn không kem tay em này rất là tốt luôn mình mua hai size một size em nhỏ rồi mình thấy thích quá mình mua cái size này là bự nhất à, thì chỉ có như đó thôi sắp hết rồi mình cảm ơn quý vị và hẹn à, cảm ơn quý vị cảm ơn các bạn hẹn các bạn trong video tiếp theo mình sẽ chia sẻ nhiều về những sản phẩm mà mình sử dụng nha bye bye các bạn